Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác cảnh. Bài 29 và 30, đại kinh và tiểu kinh thí dụ loại cây Mahasaropama và Chulasa Ropama Sutta, phân đoạn 114 đến 144 đến 146 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thường Phòng Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc Ti thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân thượng phẩm minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tinh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Có hai bài kinh tựa đề giống nhau và nội dung cũng giống nhau. Đó là bài kinh 29 và 30, thí dụ lỗ cây. Mà trong bản kinh xưa thuần Hán Việt dịch là tài dụ. Hai bài kinh này, một bài là Đại Kinh Mahasaropana Pamasutta, một bài là Tiểu Kinh Chulasaropamasutta. Hai bài kinh này chỉ khác nhau là về duyên khởi. Và ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý, cũng nhắc thêm để thì tòa giáo sư chú ý, để Đức Phật tính chú ý, là ở đây khi mà nói đến lợi lộc, giới hạnh, thiền định và giác cây ở đây, tức là chỉ cho tri kiến nhà đã đắc sanh nát. Còn lỗi cây Saro là chỉ sự giải thoát thì chúng ta biết. Nhưng mà thành tựu tri kiến chưa có, ở đây là chưa có phải lỗi cây. Thế nào là tri kiến Jnana-dasana? Ở trong chú giải bài kinh này giải thích vì đề bài đặc đa đắc được ngũ thiền, đắc được ngũ thông. Cái ngũ thông đó tức là biến quá thông thiên, nhĩ thông, tha tâm thông. Túc mạng thông và thi nhãn thông. Ngũ thông hiệp thế, cái đó được gọi là Jnana-dasana, tri kiến ở trong bài kinh này. Vì Đề Bà Đạt Đa đắc được thiền và có được ngũ thông, nhưng mà không có tiến lên nữa, mới sanh ra thứ sự
rồi chia rẽ tăng chúng và bỏ đi. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa bỏ đi rồi, Đức Phật ngài mới thuyết ở bài kinh này cho chư tỳ kheo nghe. Cho nên cái chữ tri kiến ở đây phải hiểu là ngũ thông riêng trong bài kinh này. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi dẫn nhập và gợi ý. Bây giờ thì trước khi cung thỉnh giảng sư, chúng ta hãy nghe chánh kinh, chính văn của bài học. Bây giờ mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh để Đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc bài. Hai mươi chín, Đại Kinh Thí Dụ Loại Cây. Maha Saropama Sutta và 30 Tử Kinh Thí Dụ Loại Cây Chula Saropama Sutta. Cả hai bài kinh số 29 và 30 đều lấy thí dụ loại cây là chủ đề. Bài kinh trước dài hơn nên gọi là Đại Kinh. Đây là trường hợp hai bài kinh có cùng nội dung nhưng được giảng trong hai duyên sự khác nhau. Đây là một đặc điểm của Tam Tạng Pali trong tinh thần nguyên thủy, là kết tập và gìn giữ những gì Phật dạy, chứ không phải là một sáng tác có gạn lọc và bố cục như những tác phẩm hậu tác. Trong hai bài kinh này, Đức Phật dạy có những phát sanh hay thành tựu trên đường tu tập mang tánh giai đoạn, không nên lấy đó làm cứu cánh, cung kính, cúng dường, chỉ là những gì qua lá cành chứ không phải là loại cây của sa môn quả. Thành tựu giới đức chỉ là vỏ ngoài của sa môn quả. Thành tựu thiền định chỉ là vỏ trong của sa môn quả. Thành tựu tri kiến chỉ là giác cây của sa môn quả. Bất thối giải thoát mới chính là loại cây. Bài kinh số 29 là pháp thoại hàng ngày Đức Phật giảng giải cho chư tỳ kheo tăng. Bài kinh số 30 được Đức Phật giảng cho Bà La Môn Pingala Kotcha, một nhân vật được đề cập một lần duy nhất trong bài kinh này trong Tam Tạng Pali. Tại Sawatthi, thi vị này nêu lên những câu hỏi trong số các vị giáo chủ ngoại đạo đương thời: ai là bậc thực tu thực chứng? 144. Mục đích đời sống phạm hạnh giới sơ phát tâm của người xuất gia. Người xuất gia cần ý thức và nhớ rõ về sơ phát tâm. Ta bị chìm đắm trong sanh già đau, sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt được trong nghi thức thọ sa di, thì lời tắc bạch này được xác quyết rõ ràng khi thỉnh cầu được trao y kasa. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn tại Rajagaha Dương Xá, núi Vích Chá Cu Tá Linh Thú, khi Đê Quá Đá Tá Đề Bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng đi không bao lâu. Ở đây, nhân dịp Đê Quá Đá Tá, Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo và dạy như sau: ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu bi khổ, u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt được, vì ai xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy hoan hỷ mãn nguyện. 145. Tự mãn đối với những thành tựu mang tính giai đoạn là chướng ngại lớn. Đây là căn bệnh chung của tất cả chúng sanh. Có nỗ lực thì có tiến bộ, có thành tựu, nhưng những gì thành tựu phần lớn
chỉ là giai đoạn của hành trình, giống như ý nghĩa được đề cập trong kinh Trạm Xe. Không nên lấy đó làm để tự mãn. Sự tự mãn khiến hành giả đứng lại, đó là thối thất. Kinh văn: do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người, ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỷ kheo khác ít được biết đến, ít có quy quyền, vị ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật vị ấy đau khổ. Chư tỳ kheo, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Và người này không đặt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong già, chết, sầu bi, khổ u não, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Chị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, chị ấy hoan hỷ tự mãn. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người, ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các tỷ kheo khác, ít được biết đến, ít có uy quyền, vị ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Vì do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy ra như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật, do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức, do thành tựu giới đức này vị ấy hoan hỷ tự mãn, do thành tựu giới đức này vị ấy khen mình chê người, ta là người trì giới theo thiện pháp, các vị theo khác phá giới theo ác pháp, do thành tựu giới đức này dễ trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật dễ ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài lấy chúng đi, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình như trên, do thành tựu giới đức này dễ trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật dễ ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là gì?
đã nắm lấy võ mai của Phạm Hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong dòng sanh và chết sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt được. Rồi vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng khen mình chê người, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu giới đức, do thành tựu giới đức này vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn, do thành tựu giới đức này vị ấy không khen mình chê người, do thành tựu giới đức này vị ấy không trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật vị ấy thành tựu thiền định, do thành tựu thiền định này vị ấy hoan hỷ tự mãn, do thành tựu thiền định này vị ấy khen mình chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỷ kheo khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, chỉ như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi. Tưởng đó là lõi cây, một người có mắt thấy vậy, bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết hình lá, người này muốn lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình như trên, do thành tựu thiền định, do thành tựu thiền định này vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật, vì sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, như vậy vị ấy được gọi là tỷ kheo đã nắm giữ võ trong của Phạm Hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây có thiện nam vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong dòng sanh già chết sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống thấy và biết, các tỷ kheo khác sống không thấy và không biết. Vị ấy do tri kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ, nên cẩn thận. Cụm từ La Phá Sắc Ca Rá nên được dịch là lợi đắc
và cung kính hay lợi danh thay vì chữ lợi dưỡng như trong bản Việt dịch. Lợi đắc khác với lợi dưỡng. Chữ lợi dưỡng Kamasukhanlita Yoga dùng để chỉ cho khuynh hướng, dùng để chỉ cho khuynh hướng thụ dục lạc quá nhiều, đối lập lại với khổ hạnh. Cả hai đều là cực đoan trái với con đường trung đạo. Một tỳ kheo chân chính có thể sống với cung kính và lời đắc, nhưng không thể sống với lợi dưỡng. 146. Chưa dừng lại khi cứu cánh chưa đạt được. Đức Phật không dạy rằng sự cung kính, cúng dường, giới đức, thiền định, tri kiến là những thứ tầm thường không đáng có. Những thứ đó chỉ là giai đoạn trong hành trình, không phải là điểm đến đích thực. Kinh Trạm Xe, Kinh Thánh Cầu là những pháp thoại chỉ rõ hành trình có những chặng đường phải đi qua, chưa đạt đến cứu cánh thì không nên tự mãn. Chư tỳ kheo, dĩ như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, chặt dắt cây mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết dắt cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây. Tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt dắt cây và mang đi, tưởng đó là lõi cây, và người ấy không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này vì tri kiến này nên mê say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này bị đau khổ. Chư tỷ kheo, như vậy vị này gọi là nắm giữ dắt cây của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây này các tỷ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sanh và chết sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, dễ thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, dễ hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Dễ ấy không vì thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Dễ ấy không vì thành tựu giới đức này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do không phóng dật, dễ thành tựu thiền định. Dễ ấy do thành tựu thiền định này, hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Dễ ấy không do thành tựu thiền định này, khen mình, chê người. Dễ không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỷ kheo, sự tình này có thể xảy ra, tỷ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Này các tỷ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và biết đó là lõi cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói, người này biết lõi cây, biết dắt cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây,
Trước một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và tự biết đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thực hiện. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây một thiện nam tử vì lầm tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau. Rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vậy ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, quan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, dễ thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức này, quan hỷ, nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, dễ thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định nên quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, dễ thành tựu tri kiến. Vị ấy thành tựu tri kiến này nên quan hỷ nhưng không tự mãn. Dễ không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Dễ không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, dễ thành tựu được phi thời giải thoát. Này chư tỷ kheo, sự tình này không thể xảy ra. Tỷ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các tỷ kheo, tâm giải thoát, bất động, chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nên cẩn thận, thuật ngữ Asa Má Giá Quý Mốc Khá trong bản dịch ngữ dịch là phi thời giải thoát có thể bị hiểu lầm là giải thoát không đúng thời. Theo Tá Tí Xâm Ký Đa Mắc Giá 40 từ dựng Xá Giá Giá Quý Mốc Khá là sự giải thoát nhất thời như các thiền chứng và á xá mắt giá quý mốc khá là sự giải thoát vĩnh viễn không trở lui trạng thái cũ, nên ở đây dịch là bất thối giải thoát, chỉ cho sự đoạn tận kiết sử của đạo quả. Thuật ngữ Samma giá quý mốc khá nên dịch là giải thoát có hạn cuộc. Thuật ngữ á xá Má giá quý mốc khá nên dịch là giải thoát không hạn cuộc, nghĩa là giải thoát bất thoái chuyển. Những điểm cần nhớ, 5 điểm chính trong bài kinh này. 1. Nếu người tu, đặc biệt là hàng xuất gia, trong đời sống nhận được cung kính và cúng dường mà dừng lại ở đó, xem đó là đã có được sa môn quả, thì giống như người đi tìm loại cây mà chặt cành lá mang về. 2. Nếu người tu thành tựu được giới hạnh thanh tịnh mà dừng lại ở đó, xem đó là đã có được sa môn quả, thì giống như người đi tìm loại cây mà lột vỏ ngoài mang về. 3. Nếu người tu thành tựu được thiền định tam muội Samma-thí mà dừng lại ở đó, xem đó đã có được sa môn quả, thì giống như người đi tìm lõi cây mà lấy vỏ trong mang về. 4. Nếu người tu thành tựu được tri kiến mà dừng lại ở đó, xem đó đã có được sa môn quả, thì giống như người đi tìm lõi cây mà lấy giác cây mang về. 5. Nếu người tu
thành tựu được tâm giải thoát và tuệ giải thoát thì có thể dừng lại vì đã thành tựu cứu cánh, giống như người đi tìm lõi cây, lấy lõi cây đích thực mang về. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn nhà chú thích tỳ kheo giác đạo. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi quan hỷ giảng dạy đạo ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Tam Ma Già. Nam mô Sa Kha Già. Con là sự thành kính lãnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ đại siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tự Chi là cùng chư tôn đức tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ngày hôm nay chúng ta học bài kinh thí dụ lỗi cây. Đây là một cái bài kinh mà hầu như là giống như là nói lên cái tất cả chúng ta đều có một cái căn bệnh, có một cái căn bệnh, có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là chúng ta rất là nỗ lực để mà tạo ra một cái việc gì đó, nhưng mà khi mà thành tựu rồi thì chúng ta lại dừng lại ở đó. Cũng như giống như là ở trong nhân gian nói rằng là ngủ quên ở trên chiến thắng đó. Thành ra cái bài kinh này nó cũng giống như là ở thế gian mà chúng ta thường gặp. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, ở trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, là chúng ta thấy rằng là cái duyên sự là ở đâu. Cái duyên sự là do tôn giả Đề Quá Đắc Tát, Đề Bà Đạt Đa. Trong cái sự kiện mà tôn giả Đề Quá Đắc Tát đã rời bỏ tăng chúng, có nghĩa là lúc đó tôn giả Đề Quá Đắc Tát đã yêu cầu Đức Phật là coi như là giống như là chia cho để cho tôn giả Đề Quá Đắc Tát cai quản tăng chúng. Nhưng mà lúc đó không có được cái sự mà chấp thuận, thành ra tôn giả Đề Quá Đắc Tát đã rời bỏ Đức Phật và tăng chúng để đi thành lập một nhóm riêng. Đó thì nhân cái sự kiện này nên Đức Phật đã cho gọi các vị tỷ kheo lại, và Đức Phật đã giảng lên cái bài kinh này. Thì khi mà Đức Phật trên cái bài kinh này đó, Đức Phật đã nhấn mạnh cho các vị tỷ kheo nghe là đối với một thiện gia nam tử do có lòng tin đi xuất gia, từ bỏ gia đình đi xuất gia, tại vì biết mình bị chìm đắm ở trong sanh, trong già, trong bệnh, trong sầu, trong bi, trong khổ, u não, vân vân. Bởi thế đó, cái vị này xuất gia mới đi tìm cứu cánh. Nhưng mà một người mà không có nhận thức được cái điều này, có nghĩa là nó trải qua từng giai đoạn, từng giai đoạn, thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra cái thí dụ giống như là một cái người mà đi vào rừng để mà tìm cái lỗi cây, nhưng mà đi đến cái cây đó chỉ lấy được cành và lá thôi, cành và lá thôi, thì tưởng là lỗi cây, thành ra bỏ đi về. Rồi có người thì chỉ tháo được cái vỏ ở bên ngoài thôi, rồi cũng là tưởng là đó là cái lỗi cây, rồi bỏ đi về. Rồi có người thì cũng đi tháo được cái lớp vỏ ở bên trong của cây, rồi tưởng cái đó là cái lỗi cây, cái giác cây đó, rồi cũng bỏ đi về. Rồi có người thì coi như là đi đến lấy được cái lỗi cây, cái giác cây, rồi cái người đó mới cũng như là mới dừng lại, có nghĩa là mới trở về. Thì Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta thấy rằng là những cái thí dụ đó, những cái thí dụ đó thì cũng nói lên cái gì quý vị? Nói lên những cái sự tự mãn, những cái sự tự mãn của chúng sanh. Nói chung ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả chúng sanh đều bị vướng vào cái điều này. Bây giờ nói một cái chuyện mà bình thường thôi,
Nói một cái chuyện bình thường thôi. Quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta đi ở trên xe, hoặc là chúng ta đi dự một cái hội, một cái lễ gì đó, thì nếu mà có chụm lại, có xúm lại ngồi đó, thì quý vị thấy rằng người ta thường bàn với gì quý vị? Thường bàn về cái chuyện mà mình thành tựu được cái này, năm nay tôi mua bán nó được, nó được hơn năm trước, hoặc là năm nay làm ăn nó không bằng năm trước, hoặc là tôi làm năm nay tôi làm ra được cái này cái kia vân vân. Có nghĩa là thường thường là khi mà hội họp lại, tụ họp lại thì người ta bàn về những cái chuyện mà quý vị thấy rằng là giống như ở trong bài kinh này là nói về mà chưa phải là cái hoa lá cành, chưa phải là những cái lá cây hoặc là những cái cành cây nữa. Thì vậy thì ở trong cái thí dụ đầu tiên đó, ở trong cái thí dụ đầu tiên đó, là quý vị thấy đó, là Đức Phật đó, nói rằng là cái người mà đi vô rừng mà tìm mà cái lỗi cây đó, đi vô rừng mà tìm cái lỗi cây đó, thì coi như là mà nhận được chỉ có cành và lá thôi mà đã trở về, thì cái điều đó là như thế nào quý vị? Cái điều đó có nghĩa là đối với một cái người tu, đối với một cái người tu tập, mà khi mà chúng ta xuất gia, chúng ta tu tập rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ được những cái lợi lộc, những cái lợi lộc có nghĩa là mình phát sanh cái lợi lộc này, cái lợi lộc kia, rồi mình lúc đó mình tự mãn, mình nghĩ đó, tôi như vậy, tôi có làm sao đó mới được cái lợi lộc như vậy. Chứ nếu mà tôi tu mà dở đó, thì sao mà có được cái lợi lộc như vậy. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng sanh là luôn luôn có những cái khuynh hướng đó, có những cái khuynh hướng đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta thích đi đến những cái chùa, những cái chùa người ta nghĩ rằng là cái chùa phải lớn, cái chùa phải rộng lớn, cái tượng Phật phải lớn, phải đẹp đồ này kia, thì người ta nghĩ rằng là cái chùa đó nó mới là linh quý vị. Hoặc là có những người người ta thấy rằng là đi đến chùa mà người ta nghĩ rằng cái chùa đó phải có nhiều người đi đến, thì cái chùa đó mới gọi là cái chùa giỏi, hoặc là cái chùa đó nó mới linh ứng. Còn ngược lại quý vị thấy rằng có những người mà người ta biết được chùa chiền, người ta biết được cái đời sống tu tập, thì người ta đi đến chùa để chi? Để người ta tìm những cái giây phút nó yên tịnh, những cái giây phút mà nó làm cho thân tâm của người ta được yên lặng, hoặc là người ta muốn học hỏi một cái giáo pháp hoặc là một cái lời dạy gì đó, thành ra người ta đi đến chùa, chứ người ta không có cần những cái lễ hội. Cũng như có những lần chúng tôi nói rằng trong cái ngày lễ đó, tất cả chúng ta đi đến chùa đến chi, nhằm cái mục đích là chúng ta vừa tạo phước mà chúng ta cũng là vừa ủng hộ cái buổi lễ ở trong đó, chứ không phải là lúc nào mà chúng ta cũng tìm đến, đợi đến cái lúc mà lễ hội nó đông mà chúng ta đi đến. Thật sự ra đó, lễ hội nó đông mà mình đi đến, quý vị thấy rằng chúng ta chỉ chào nhau, gật đầu hỏi một câu khỏe hay không, lúc này như thế nào vân vân, là coi như là đã hết thời gian rồi, đã hết thời gian rồi. Thành ra đó, đối với cái đời sống tu tập đó, chưa chắc gì mà chúng ta thấy rằng là cái chỗ đó đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất mà chúng ta cho rằng là đã thành tựu cái lỗi cây. Cái điều này nó không có là cái gì quý vị. Quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta mà có tạo phước ở trong quá khứ, rồi ngay trong hiện tại này chúng ta có cái sự tinh tấn, hoặc là chúng ta có cái sự tu tập, là tự nhiên cái tiếng lành nó sẽ đồn xa, hoặc là những cái tài vật nó sẽ phát sanh lên thôi, những cái tài vật nó sẽ phát sanh lên thôi. Cũng như ở trong cái bài kinh cũng trong Trung Bộ Kinh đó, quý vị thấy rằng có hai cái vị đó đi đến mà hỏi Đức Phật, hai người mà một người mà có bố thí, một người không có bố thí, thì nếu mà hai người đó sau này mà đồng xuất gia, đồng xuất gia thì sao quý vị, thì như thế nào bạch Đức Thế Tôn? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời cho cái vị nó nghe, nếu mà cái người mà có bố thí đó
cái người đó nếu có xuất gia thì coi như là luôn luôn được người ta mời đi để dự những cái lễ, ví dụ như là lễ trai tăng, hoặc là cái đời sống của cái vị đó đối với cơm áo rồi y phục vân vân phát sanh lên một cách dễ dàng đó. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng là cái người tu đối với cái hàng xuất gia đó, cái chuyện mà được lợi lộc nó phát sanh lên, hoặc là được người ta cung kính vân vân, cái đó nó chưa có là cái lỗi cây, mà cái đó nó chỉ là bông hoa hoặc là cành lá ở bên ngoài thôi, đối với cái sự cung kính, đối với cái sự mà người ta cúng dường, hoặc là những cái sự mà dồi dào về vật thực hoặc là về tứ sự. Nếu mà cái người đó coi như là chỉ ngừng lại đó thôi, chỉ ngừng lại ở đó thôi, thì coi như là giống như là mình đã bỏ cuộc, mình đã lấy những cái lá, những cái cành lá mà mình tưởng là cái lỗi cây rồi, mình đi trở về. Thì cũng vậy, cái người xuất gia mà bị chìm đắm, bị tự mãn ở trong cái sự cung kính, hoặc là ở trong cái lợi lộc nó, thì coi như là chỉ lấy đến cành lá thôi. Cái điều này nó rất là nhiều quý vị, nó rất là nhiều. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh. Đại Đức Pháp Thính Quang Hỷ cầm mấy lời ở trung trung không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Thính Quang Hỷ xong lời biết. Alo, quý vị nghe lại chưa? Alo, dạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, đó là cái trường hợp thứ nhất, là mình coi như là mình xuất gia mà mình bị vướng vào cái lợi lộc và vướng vào cái sự cung kính. Cái điều này quý vị thấy rằng cũng như là có một cái người, một cái vị mà coi như là chuyên đến để mà cũng như là có một ngày đó đó, cái vị đó khổ đi chăn bò đó, mà khổ đó, rồi vào ở trong chùa thấy chư tăng còn những cái thức ăn dư, rồi cho ông ta ăn, rồi sau khi mà ông ăn ở đây ngày nào cũng có như vậy hết hả, rồi xong rồi chư tăng nói thì cũng có bữa, cũng có ngày người ta cúng như vậy, thường thường là có ngày người ta cúng như vậy. Nhưng mà ở trong cái thời gian đó, cái thời kỳ đầu của giáo pháp đó, quý vị, lúc đó tăng chúng cái phước báo rất là nhiều, thành ra cái người ta đem đến người ta cúng rất là nhiều, thành ra cái người chăn bò thấy vậy là thôi, mình xin xuất gia, mình làm ở ngoài đời cũng vì cái sự kiếm ăn, mà bây giờ mình vô đây thì mình xuất gia mình cũng có ăn đó, thành ra cái người đó xin vô xuất gia, rồi thời gian do ăn uống đầy đủ, rồi no phì mập béo vân vân, rồi lúc đó lại sinh ra đời trở lại đó, thì cái điều này nó có rất là nhiều, chứ không phải là nhiên mà Đức Phật đã thuyết lên cái điều này đó. Rồi cái trường hợp nữa đó là chúng ta thấy rằng á, cái người tu hành, cái người tu tập đó, cũng rất là ngộ. Nếu mà chúng ta mà không có một cái vị thầy hướng dẫn, chúng ta không có ở gần được những cái vị hòa thượng hoặc là những cái vị mà có kinh nghiệm á, là chúng ta dễ bị vướng vào, mình rất là dễ bị vướng vào những cái sự mà tham đắm ở trong cái những cái gì mà mình thành tựu được đó, quý vị. Đó, thí dụ như là có người á, là trong cái trường hợp thứ hai á, là cái người này là coi như là người ta không có tham
được người, mọi người cung kính, hoặc là được lỡ lộc nó phát sanh. Nhưng mà cái người này lại có cái sự mà tự mãn về giới của mình, về giới của mình. Thật sự ra đó, chúng tôi thấy cái điều này á, là hầu như là hai, cả hai hàng xuất gia và tại gia cũng vậy đó. Quý vị biết rằng có nhiều nhiều người á, người ta kể chúng tôi đó, là người ta được được thọ giới từ một cái ngày trưởng lão tăng trưởng ở bên cái quốc giáo này, hoặc là đảo quốc kia, vân vân. Người ta về, người ta khoe, người ta tự hào về những cái điều đó lắm quý vị. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà hỏi người ta đó, thí dụ như là trong cái trường hợp nào mình bị đứt giới, hoặc là trong cái trường hợp nào giới của mình nó không có, nó bị lem ố, là mình phải làm như thế nào, vân vân, thì cái người đó không biết. Cái người đó không biết. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người mình cũng đi chùa, người ta cũng đi chùa, rồi người ta thọ trì ngũ giới, mình cũng ngũ giới, người ta bát quan, mình cũng bát quan. Nhưng mà luôn luôn mình lại là cho mình là cái giới của mình trong sạch hơn, hoặc là luôn luôn mình cho cái giới của mình là nó tốt hơn cái người kia. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta đó, nghĩ đến giới đó là để chi vị? Để cho chúng ta ngăn ngừa, chúng ta ngăn ngừa về thân khẩu ý của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta ngăn ngừa được những cái hành động bất thiện của lời nói, hoặc là của thân chúng ta hành động đó. Chứ không phải là giới là để đem ra để mà so sánh hoặc là chỉ trích người này người kia. Chúng tôi nhớ rằng ở trong cái phần mà giải thích của cái bài kinh mà ví dụ mà bắt rắn, quý vị biết rằng ở trong cái sự giải thích của bài kinh nó mới nói rằng là nếu mà chúng ta đó mà đem cái giới luật ra đó, mà chúng ta bàn mà nhằm cái mục đích là chúng ta chỉ trích người, có thí dụ như chúng ta thuyết giảng về giới đi, mà chúng ta nhằm cái mục đích là chúng ta chỉ trích người khác, một cái người nào đó, thì sau này không có ai mà bàn về giới, không có ai mà đem giới luật ra để mà thảo luận. Thật ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái giới luật là để cho chúng ta ngăn ngừa cái bản thân của chúng ta đừng có để mà mình phạm, chứ không phải là để mình lấy cái giới luật đó ra để mà mình chỉ trích cái người này người kia. Những cái điều đó hồi lúc trước đó, chúng tôi nghĩ rằng là nó không có nguy hiểm, nhưng mà sau này á, mình học nhiều rồi đó, thì mình mới biết rằng cái điều đó nó rất là nguy hiểm quý vị. Nó nguy hiểm là tại sao? Tại vì nếu mà mình mà đem giới lực ra đó, để mà mình chỉ trích người khác, thì sau này không ai dám mà nghĩ tới giới hết. Rồi không có ai dám mà bàn hoặc là thảo luận đến giới. Quý vị thấy bàn và thảo luận đến giới đó, để làm chi? Để mà mình biết, mình biết sâu, biết nhiều về giới lực. Để có nhiều khi mà chúng tôi nói thậm chí mình biết gỡ tội cho người khác. Mình biết gỡ tội cho người khác nữa. Chứ không phải là một cái sự bị giữ giới được cho một mình không đâu. Những cái vị mà có kinh nghiệm, quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta phạm một cái điều gì đó ở trong giới luật, thì chúng ta tìm đến những cái bậc mà có cái biết nắm rành về tạng luật, hoặc là nắm rành về giới luật, thì cái vị đó sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để mà chúng ta không có hối hận ở trong cái chuyện về giới, hoặc là chúng ta không có bị bức rứt về cái sự mà giới của chúng ta hư hỏng. Thường thường đó, quý vị thấy rằng nếu mà bây giờ đó, nói mà mình bị hư hỏng về giới đó rồi, rồi bây giờ đó, mình không lẽ là mình không tu nữa, rồi mình không tu nữa là mình đi làm gì, không lẽ mình trở lại với những cái nghề sát sanh, hoặc là mình trở lại với cái nghề trộm cắp, vân vân. Nó đều có cái cách, nó đều có cái cách để mà giải tội, hoặc là đều có cái cách để mà chúng ta tu tập mà trở lại. Thì quay trở lại với cái vấn đề này á, chúng tôi muốn nói rằng là đối với có những người á, người ta không bị vướng vào cái sự cung kính, không bị vướng vào lợi lộc, nhưng mà người ta bị vướng vào cái giới hạnh. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là mình thành tựu về giới rồi, cái sự giữ giới của mình như vậy á, là rất là tốt, rất là ok rồi.
À, thành ra đó, rồi lúc đó cái người đó tự mãn mà không chịu, mà không chịu tiến tu. Ngài cũng giống như là cái người mà đi vô rừng mà tìm cái lỗi cây, mà bây giờ tháo được cái vỏ, tháo được cái vỏ bên ngoài, rồi bây giờ mừng rỡ quá, rồi cầm rồi chạy về, giống như là mình đã tìm được cái lỗi cây rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó không là cái lỗi cây đó. Quý vị biết, cũng như chúng tôi nói ở đây, chúng tôi nói ở đây có một cái, có một cái giáo phái, có một cái môn phái, người ta nói rằng là cái đạo của tôi mới là cái đạo mà coi như là cái đạo mà cái cốt lõi của Phật giáo. Thì lúc đó đó là chúng tôi muốn hỏi là cái cốt lõi của Phật giáo là cái gì. Thì ở cái người đó đó, người ta trình bày, người ta nói rằng là người ta lấy được, người ta lấy được những cái pháp môn tu của ở bên Bắc Truyền. Có nghĩa là người ta lấy những cái pháp môn tu của bên Bắc Truyền, có nghĩa là lấy cái sự mà ăn chay và gõ mõ tụng kinh, rồi người ta lấy được cái thâm thí ở bên Phật giáo Nam Truyền là cái bộ y và bình bát, bộ y và bình bát. Thành ra người ta nghĩ rằng là người ta lấy được cái cốt lõi của hai cái trường phái lớn, quý vị. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng đối với cái Phật giáo á, là có hai cái trường phái lớn, một là Nam Truyền, hai là Bắc Truyền. Thì có một cái tông phái xuất hiện đó, thì mới nói rằng là ở bên cái tông phái của tôi đó là đã lấy được hai cái tinh túy của một bên là Bắc Truyền, một bên là Nam Truyền. Thì lúc đó chúng tôi mới hỏi là lấy được cái tinh túy, lấy được cái cốt lõi là lấy cái gì. Thì người ta nói rằng là lấy ở bên Bắc Truyền á, là người ta về người ta áp dụng, người ta mở ra một cái đạo khác là coi như là ăn chay gõ mõ tụng kinh đó. Còn người ta lấy tinh túy của ở bên Nam Truyền á, là coi như là bộ y và bình bát, bộ y và bình bát. Thành ra người ta nghĩ rằng là người ta kết hợp giữa hai cái này lại là người ta là coi như là độc nhất vô nhị, độc tôn đó. Thì lúc đó chúng tôi nói không có gì mà tinh túy, không có gì tinh túy hết đó. Cái tinh túy ở trong Phật giáo mà gọi là Phật giáo Nam Truyền đó, hoặc là cái tinh túy mà ở trong cái đạo Phật á, là coi như là bốn đạo bốn quả một niết bàn. Thì lúc đó cái người đó mới hỏi chúng tôi là bốn đạo bốn quả một niết bàn cái gì. Nó thôi nhiêu đây biết nhiêu đây được rồi, đừng đó. Chứ không phải là cái sự tinh túy ở trong Phật giáo là cái bộ y và cái bình bát, cái điều đó nó không có phải. Nó thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái sự mà thành tựu về giới hạnh, có nghĩa là cái người đó, người ta thật sự ra, quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta tu tập á, chúng tôi cũng có nhiều cái á, mình cũng rất là hoan hỷ, có nhiều cái mình cũng rất là hoan hỷ. Tại vì sao vậy quý vị? Mình nhìn ở đâu á, mà có người mà có giới hạnh á, thì mình cảm thấy mình vui, mình rất là vui quý vị. Chúng tôi đi đến một cái nơi nào đó mà mình cảm thấy nó an toàn á, là có nhiều khi quý vị thấy rằng á, là coi như là mình lỡ mình có để cái đồ gì ở đó. Thí dụ như mình đi đến đâu mà mình để máy móc để mà mình ghi âm, hoặc là ở trong máy móc nhiều khi quý vị biết đi xa đó mà mình mở ra mình phải có một cái máy mình giảng, rồi mình có một cái máy mình coi bài nữa, mình coi bài để mà mình giảng nữa. Thì quý vị thấy rằng đi đến cái chỗ nào á, mà nó không có bị nó không có làm cho tâm tư mình lo lắng là coi như là sơ hở là mất, sơ hở là mất á. Thì mình đi đến một cái chỗ nào mà xung quanh ở trên nơi đó đó toàn là cái người mà người ta có giới hạnh, thì mình rất là an tâm. Đó cũng như giờ quý vị đi đến chùa cũng vậy, trong những cái ngày lễ quý vị đi đến chùa cũng vậy, quý vị cảm thấy bây giờ mình thoải mái, mình quỳ mình lại Phật, thì mình chỉ ăn trú vô cái đối với ân đức của Đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Chứ giờ quý vị mà ngồi quý vị mà lại Phật hoặc là nghe pháp mà mình cứ ôm cái vỏ riết, mình ôm cái bóp mình riết, mình cứ lo mình sợ mất cái này mất cái kia, thì lúc đó mình cũng tâm tư mình nó bị chi phối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình vào ở trong một cái hội chúng nào đó người ta có giới, người ta có giữ giới, có đức độ, thì mình cũng rất là mừng. Nhưng mà ở đây nói về cái điều này là không phải là mình bác về giới. Có những người người ta nghĩ rằng là tu tập là không có cần giới đức. Coi
cái điều này là người ta bị lầm. Đối với giới hạnh, giới đức, mình rất là hoan hỷ nếu mà hội chúng nào hoặc là cá nhân hoặc là một người nào có giới hạnh thì mình nghe đến là mình hoan hỷ. Nhưng mà không vì cái điều đó mà mình lấy ra để mà mình khen bản thân của mình mà mình chê cái người khác. Thật ra đó quý vị thấy á, có nhiều khi á, chúng ta xét kỹ lại đó, có những người có những người, người ta không từ bỏ được rượu bia, người ta không từ bỏ được cờ bạc, hoặc là người ta không từ bỏ được những cái thói hư tật xấu, mà mình á, mà mình từ bỏ được những cái điều đó đó, thì mình nếu mà mình xét kỹ lại đó, mình có nhiều khi mình cũng phải thương người đó chút xíu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái bất thiện của họ nó nhiều, nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp đó, thành ra đó bây giờ đó, họ khó bỏ. Còn mình đó là do đời trước mình có tu tập hay là mình có một cái duyên lành gì đó, mình gặp được bậc thiện tri thức, hoặc là mình gặp được cái ngôi chùa, hoặc là mình nhận thức ra được cái cuộc đời này nó là đau khổ, hoặc là cái mình nhận thức ra được một cái gì đó nó thuộc về chân lý, thành ra mình từ bỏ được. Còn người đó cũng như là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta nặng quá, thành ra quý vị biết không, đối với chúng tôi á, thật sự ra đó, những người mà người ta uống bia hoặc là người ta có cái sự phung phí gì đó, chúng tôi không bao giờ mà chúng tôi nhìn cảm thấy trách những người đó. Tại vì mình biết cái nghiệp người ta nặng quá, mình kêu người ta bỏ liền người ta đâu bỏ được quý vị. Cũng như có những lần chúng tôi nói với những người quen của chúng tôi, thay vì một ngày ngày anh uống là 5 lon 5 lon bia, thì giờ anh uống ngày 3 lon nó cũng phê y vậy nó cũng đã vậy nó cũng ngon, nó cũng mập, cũng đã y vậy đó. Bình thường anh uống ngày 5 lon, giờ anh uống ngày 3 lon nó cũng đã thèm, nó cũng được, nó không có thiếu, nó không có thiếu cử, nó không có thiếu chất gì đó. Nhưng mà 2 lon đó đó, anh coi như là anh bỏ ống đi, anh bỏ ống đi là coi như là 30 ngày là 1 tháng là anh được tới 60 lon. 60 lon đó anh đổi ra bao nhiêu tiền là coi như là anh đi đến chùa anh cúng, hoặc là anh chở vợ anh con anh là đi ra ngoài công viên anh ăn uống là thoải mái, mà mình còn hít thở được không khí trong lành, rồi mình còn thấy được có đèn xanh đèn đỏ, hoặc là mình thấy có công viên ghế đá đồ này kia. Còn ngày nào mình cũng làm 5 lon đó, mình thấy toàn là cái bàn bia đó không. Thì thật sự ra khi mà chúng tôi hướng dẫn vậy đó, thì cái người đó người ta nhận thức ra được, người ta nghĩ rằng là một ngày mình hà tiện mình bỏ bớt có 2 lon là tự nhiên 1 tháng mình dư, mình dư rất là nhiều, mà mình còn làm được chuyện này làm được chuyện kia, mà cái cơ thể mình nó còn khỏe đi lại tí xíu, nó khỏe hơn mình vùi đầu vào ở trong cái bàn bia đó. Đó thì chúng tôi nói ra cái điều này á, để chúng tôi cũng có nhiều khi á, mình thật sự ra chúng tôi cũng khuyên rằng có nhiều khi mình gặp những cái trường hợp đó đó, mình cũng không có nên mà phỉ báng người ta quá, không phỉ báng người ta quá. Tại vì mình phải nhìn lại cái bản thân của mình á, là do mình có cái phước gì đó, do chúng ta có cái phước gì đó bây giờ mà người ta có mờ không mình cũng không thèm. Người ta cho mình uống không mình cũng không thèm quý vị. Đó, mình do mình có cái phước. Còn cái người kia người ta không có cái phước, thành ra coi như là lúc nào nó cũng thèm thuồng về cái điều đó. Mình nhìn những cái đó mình phải cảm thấy là mình biết thương những cái chúng sanh đó. Mình thương người ta thôi chứ mình đâu có dung dưỡng gì đâu mà mình sợ. Đó, thì trở lại cái vấn đề này là chúng ta thấy rằng là đối với cái sự có cái trường hợp có những người ta bị dớ nó chi phối, người ta nghĩ rằng là đến đây là nó thành tựu rồi, đến đây là nó ngon rồi, thành ra người ta đã ngưng lại ở đó, có nghĩa là luôn luôn mình cứ hễ mà ai mà bàn tới gì cái là mình đem giới lực ra rồi mình nói, ai mà bàn tới một cái vấn đề gì đó, ví dụ như người ta nói cái bài kinh này á, Đức Phật nói cái chỗ này là mình nghe mình cảm thấy hay, cái bắt đầu là mình không biết cái điều đó, cái mình đem giới ra lợi để mà mình tấn công người ta. Biết vậy nhiều nhưng mà có giữ giới được không, có giữ giới, có tu tập có giữ giới được không. Đó thì cái điều đó, đó là nó âm thầm tự mình khen mình và mình chê người khác. Thì thí dụ như lúc đó
mình lắng nghe thì mình học thêm được một cái điều gì đó nó hay, nó cũng tốt. Rồi cái giới của mình đang giữ đó nó vẫn còn ở đó, có gì đâu mà mình phải công kích người khác. Đó thì cái người mà dừng lại và tự mãn ở trong cái giới hạnh của mình đó, thì giống như là lấy cái được cái vỏ cây ở bên ngoài rồi chạy mừng mừng rỡ rồi chạy về đó. Rồi cái nhóm người thứ ba đó thì quý vị thấy rằng là coi như là cao hơn nữa, coi như là tu tập là không có bị chi phối về cái lợi lộc, mà cái sự cung kính, cái sự giới hạnh, mà vượt qua được những cái điều đó và thành tựu được thiền định, thành tựu được thiền định. Thì cái chỗ này á, là quý vị thấy rằng là phải nói đến Đề Quá Đát Tá, tôn giả Đề Quá Đát Tá. Quý vị thấy rằng á, thật sự ra đó, tôn giả Đề Quá Đát Tá đó là một cái vị mà một cái nhân vật, một cái vị mà coi như là cũng có phước rất là nhiều. Quý vị thấy rằng á, đối với vua A Xà Thế á, là coi như là cúng dường thức ăn rất là nhiều cho Đề Quá Đát Tá. Hầu như trong cái thời gian đó đó, Đề Quá Đát Tá hình như là muốn cái gì cũng có, được cái sự cung cấp của thái tử A Xà Thế đó. Rồi quý vị thấy rằng á, rồi lúc đó Đề Quá Đát Tá là xuất thân ở trong cái dòng tộc Thích Ca nữa quý vị, hoàng tộc Sắc Giá. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự mà lợi lộc, rồi cái sự cung kính, rồi nếu mà nói về giới hạnh cũng có nha quý vị, Đề Quá Đát Tá có giới hạnh đó. Vậy như vậy đó mới thành tựu được ngũ thiền ngũ thông, ngũ thiền ngũ thông hiệp thế đó. Đề Quá Đát Tá quý vị thấy rằng coi như vậy đó, chứ không coi như vậy đó mà khi mà vô tu tập, vô tu tập là coi như là cũng tu tập rất là quyết liệt, cũng có cái sự tinh tấn quyết liệt, thành ra mới thành tựu được ngũ thiền ngũ thông. Chúng tôi nhớ nhắc đến đây, chúng tôi nhớ ngài Hòa Thượng Ân Sư đó. Ngài Hòa Thượng Ân Sư nói rằng coi như vậy đó, nhưng mà ở trong kinh tạng những cái đoạn kết mà nói về Đề Quá Đát Tá đó, quý vị thấy rằng là Đức Phật cũng còn giữ cái câu nói là tỳ khu Đề Quá Đát Tá, tỳ khu Đề Quá Đát Tá, coi như là sau này sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Khi mà hết những cái quả nghiệp đó rồi đó thì sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Thì lúc đó vị Hòa Thượng Ân Sư đó mới giải thích là tại sao mà Đức Phật vẫn còn gọi là tỳ khu Đề Quá Đát Tá. Là quý vị thấy rằng tỳ khu Đề Quá Đát Tá là lúc đó là chưa có bị đứt giới tỳ khu, ganh tị đồ này kia có hết, chia rẽ tăng chúng đồ có hết đó, nhưng mà chưa có bị đứt, chưa có bị đứt đứt tỳ khu, chưa có bị đứt giới đó. Thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng Đức Phật cũng vẫn dùng cái chữ Đề Quá Đát Tá. Mà chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi cũng thấy có nhiều khi nhá, có những người nhá, người ta nghe Đề Quá Đát Tá vậy rồi người ta nói ông này ông đồ này kia. Thật sự ra đó, mình đọc ở trong kinh đó, mình thấy rằng vẫn còn dùng tôn giả hoặc là tỳ khu hoặc là đại đức Đề Quá Đát Tá, vẫn còn dùng những cái chuyện, những cái danh từ đó. Mà trong cái thời nay có nhiều người nhiều khi quý vị biết đó, Đức Phật mà dám kêu bằng ổng nữa. Thành ra những cái điều đó nó quý vị thấy rằng mình đừng có nói là mình chứng thiền, nó rất là khó. Đề Quá Đát Tá tỳ khu Đề Quá Đát Tá quý vị thấy rằng là coi như là tu tập có cái sự nhiệt huyết và cũng cái phước báo cũng rất là nhiều quý vị, rồi lúc đó mới có khả năng đắc được ngũ thiền ngũ thông đó. Cũng như là ngũ thiền ngũ thông đó, là chúng ta thấy rằng là Đề Quá Đát Tá là có thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, rồi tha tâm thông, biến hóa thân, rồi túc mạng thông, coi như là biến hiện đều được hết, biến hiện hoặc là biết tâm đều được hết quý vị. Nhưng mà chỉ có cái lúc mà dành muốn dành làm bá chủ, có nghĩa là muốn dành làm trưởng quản giáo hội đó, thì lúc đó là mới coi như là bị mất hết thành thông, mất hết thành thông đó. Thì ở trong cái trường hợp thứ ba này đó là quý vị thấy rằng là
coi như là dừng lại ở đó, ngài dừng lại ở đó. Thay vì á, như ngài Anuruddha, ngài Anuruddha thì quý vị thấy rằng á, ngài cũng có đầy đủ luôn, ngài coi như là cũng có thiên nhãn thông, ngài cũng lợi lộc của ngài cũng có, ngài cũng có nữa quý vị. Rồi cái sự cung kính, cái sự mà cung kính của người khác đến ngài Anuruddha ngài cũng có, nhưng mà lúc đó ngài vẫn còn cái sự tiến lên, tiến tu. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lúc đó ngài lợi, ngài khoe với ngài Xá Lợi Phất tôn giả ở đây là tôi đối với những cái cảnh trời, những cái thế giới này tôi nhìn rõ, nhìn rõ những cái thế giới đó như là một cái vật mà để ở trong bàn tay đó. Thì ngài Sariputta ngài mới nói đây là cái sự mà còn ngã mạn, ngã mạn của thiền giả nên nên biết, nhận biết được cái điều này. Thì lúc đó ngài Anuruddha ngài biết đúng rồi, bây giờ là mình chưa có, mình còn vướng cái ngã mạn, cái sự tự mãn của mình, thì làm sao mà mình gọi là đoạn trừ hết lậu hoặc. Thành ra đó ngài Anuruddha ngài bắt đầu là ngài tiến tu liền, ngài tu tập coi như là đoạn tận được tất cả phiền não lậu hoặc, trở thành một cái vị A La Hán. Thì trong cái trường hợp này mới gọi là lấy được, lấy được cái lỗi cây đó. Còn như đối với Đề Quá Đát Tá là coi như là dừng lại, chỉ mang được một cái vỏ trong mang về thôi, nhưng mà cuối cùng cái vỏ đó cũng không còn, cũng không còn quý vị. Thường thường mình bị dính mắc, bị vướng vào những cái danh lợi, những cái sự cung kính, hoặc là những cái lợi lộc, hoặc là những cái gì mà nó chưa có, chưa có gọi là cái sự mà hoàn toàn, mà lúc đó chúng ta thấy rằng là chỉ mới có tạm thời giải thoát thôi. Thì nếu mà mình ở trong cái cấp độ đó mà tạm thời giải thoát, là có nghĩa là mình chỉ có cái sự hiểu biết rồi chứng đắc được những cái tầng thiền hiệp thế, những cái thần thông hiệp thế, rồi chúng ta ngừng lại ngay chỗ đó thì gọi là mới có tạm thời, tạm thời giải thoát, là giống như là chúng ta chưa có hoàn toàn thành một cái vị A La Hán mà chúng ta đã ngưng lại ở đó rồi. Thành ra cái điều này là nó sẽ còn làm chúng ta trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi nữa. Chỉ có trừ khi nào mà chúng ta bất động giải thoát, có nghĩa là chúng ta đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi, thì trong cái trường hợp này thì mới có thể nói rằng là cái người đó đã tìm được, đã tìm được cái lỗi cây và lấy đúng cái lỗi cây nó đem về, đúng cái mục đích nó đem về. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong bài kinh này đó, lúc đầu chúng ta đọc vào chúng ta cảm thấy nó hơi lùng bùng, nó hơi khó hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta nghe kỹ lại đó, phân tích kỹ lại đó, thì chúng ta thấy rằng là được cái sự tóm tắt một cách rất là rõ ràng. Cái người mà coi như là dừng lại ở cái sự mà lợi lộc hoặc là cái sự cung kính, thì giống như là cái người mà đem cái cành lá về thôi, chứ không phải là đem cái lỗi cây về. Rồi cái người mà coi như là dừng lại với cái giới thôi, thì cũng giống như là đi lấy cái vỏ ngoài mang về mà tưởng là cái lỗi cây. Rồi cái người mà coi như là tu hành mà đắc được thiền định luôn, thần thông thắng trí luôn, thần thông thắng trí luôn rồi mà coi như là dừng lại ở đó, thì giống như lấy cái vỏ trong của cái cây đem về thôi. Còn cái người mà coi như là thành tựu được tri kiến, có nghĩa là đạt đến sa môn quả, đạt đến là coi như là đoạn tận được lậu hoặc, bất động giải thoát, bất động giải thoát đó, thì cái người đó mới gọi là cái người mà lấy được cái lỗi cây để mà đem về, là có nghĩa là đã làm đúng được cái mục đích mà mình mong muốn. Vậy thì quý vị thấy rằng như vậy đó thì mới được gọi là cái người đó là được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, và xin được giúp lời với cái phần phước này con xin dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới cũng lôi quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giả.
sao tôi cái chừng là đi pháp tính mà thì thật thầy siêu thường tỏ có bạn ở trước máy và có nghe được không? Nếu là thì tỏ thầy siêu đang có bạn ở trước máy xin thỉnh thì tỏ có thể trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ. Bạch Thế Tôn Thầy Sư trước nhất xin thỉnh Thừa Tọa Hoan Hỷ giải thích rõ cái chữ lợi đắc và lợi dưỡng. Ở đây, ở trong bài kinh này thì có đề cập rằng, một người tu tập á, thì đầu tiên là có lợi dưỡng rồi, nhưng mà không nên dừng lại tại đó mà phải đi vào thiền định, đi vào tri kiến và đi vào giải thoát. Xin kính thưa Thừa Tọa Hoan Hỷ giải rõ về điểm này, xin thưa Thừa Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Giữa hai từ lợi đắc là pháp và lợi dưỡng kamasukhalika nuyubu nuyuga, hai từ này ý nghĩa khác nhau xa lắm. Cái gì mà nó phát sinh như là y phục Phật thực, sàng tọa và những cái gì khác mà có phát sanh được thì cái đó gọi là lợi đắc. Còn cái tiếng lợi dưỡng thì kamasukhalika, sukhalika đúng yoga, thì ở đây có nghĩa là sống hưởng thụ dục lạc, sống hưởng thụ dục lạc. Thí dụ như một người xuất gia mà ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích ăn uống, ưa thích sắp xếp những cái trú xứ cho trang nhã lịch sự như là ở thì khu đi dí chẳng hạn, thì cái đó gọi là lợi dưỡng. Đối một cách khác đó, tức là lợi dưỡng, tức là hưởng thụ vật chất với cái sự tham đắm. Còn lợi đắc có nghĩa là thích vật chất phát sinh được dồi dào, có thể là lợi đắc đó, là tích lũy, là tích lũy vật chất, lợi lộc nào mà nó phát sanh đến tỳ kheo và tỳ kheo không có tri túc, không có thiểu dục, nhận nhiều, nhận y phục nhiều, nhận vật thực nhiều, thì cái đó được gọi là cái sự tham muốn lợi lộc. Còn lợi dưỡng tức là tỳ kheo nào
sống biết giác. Không có viễn ly, mà chỉ thích ở yên một chỗ và nằm ngủ cho thoải mái, rồi ăn cho no bụng, thì như vậy cái đó là lợi dưỡng. Cho nên hai chữ đó, đó nó có ý nghĩa khác nhau mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Nói theo kinh điển thì ở đây, ở trong kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật nói có hai cực đoan. Một, hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo. Một là lợi dưỡng Sukhalika Nuyubu, hai là Kilapatha Nuyubu, là khổ hạnh. Hai cái thái cực, một là sống quá hưởng thụ, còn hai là sống quá ép sát, quá hành sát. Thì một cái hưởng thụ và một cái hành sát thì cái đó là hai cực đoan. Thì hưởng thụ đây là lợi dưỡng, còn hành sát ở đây là khổ hạnh. Thì hai cực đoan đó không nên, bậc xuất gia không nên hành theo, mà phải có cái lối sống trung đạo. Rồi ở trong một đoạn kinh khác, khi mà các vị tỳ kheo được lợi đắc cung kính, được lợi đắc cung kính, Đức Phật lại khuyên các vị tỳ kheo chớ có tham đắm, vì đó là bẫy mồi của ác ma. Khi mà tham đắm về lợi đắc cung kính thì các ngươi sẽ bị rơi vào bẫy của ác ma và sẽ làm theo ác ma, làm theo ý muốn của ác ma. Cho nên đối với đời sống của vị xuất gia đó thì Đức Phật Ngài có nói trong bài kinh Sa Môn Quả, thì cái quả báo thiết thực, quả báo Sa Môn thiết thực trước tiên là được người ta cúng dường lợi lộc và cung kính. Thì cái lợi đắc cung kính đó có phát sanh, nhưng mà tỳ kheo chỉ nhận vừa đủ, tức là nhận theo cái cách tri túc, chứ không có tham đắm. Thì như vậy đó là lợi đắc. Cho nên lợi đắc không phải là một cái tội. La phát sắc ca ra, hai từ này được đi chung nhau gọi là lợi lộc. Khi mà người ta có lòng tin, người ta đem cúng dường dồi dào tứ sự đến chư tỳ kheo thì như vậy gọi là chư tỳ kheo được phát sanh nhiều lợi lộc hay là lợi đắc. Nhưng mà cái chuyện các vị tỳ kheo sống từ bỏ lợi dưỡng
là một chuyện khác nữa. Cho nên ở đây hai từ này chúng ta phải tìm, phải hiểu được ý nghĩa này, chúng ta mới không có sự nhầm lẫn giữa lợi đắc và lợi dưỡng. Chúng tôi cũng thường thấy ở trong cái bản kinh dịch có đôi khi gặp cái chữ la pháp mà chỗ này dịch là lợi dưỡng, thì trong trường hợp đó có thể bị hiểu lầm, có thể bị hiểu lầm. Tuyệt đối bậc xuất gia không nên sống lợi dưỡng, nhưng mà lợi lộc người ta tùy hỷ, người cư sĩ họ cúng dường thì tùy hỷ họ, nhưng mà lợi lộc có phát sanh thì vị tỳ kheo nên quán thấy là sự vô thường, để rồi sống tri túc và thọ nhận những cái gì mà nó vừa đủ để nuôi thân thôi, vừa đủ để nuôi sống, chớ không có tham đắm, không có tích lũy gì. Thì bao nhiêu ý nghĩa đó chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi thứ nhất mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân Thượng Tọa Thầy Sư không? Nhân cái Thượng Tọa Thầy Sư trong lớp học thì muốn thỉnh Thượng Tọa giải thích thêm cho hai câu nữa. Hai câu này đều liên quan đến thuật ngữ hết á. Nhưng mà trước khi thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư thì cũng lưu ý Chư Tăng và quý Phật tử là mấy hôm nay mới phát hiện ra một chuyện, đó là có nhiều khi mình gửi cái message ở trong Power Talk á, mình gửi đi rồi và mình nghĩ người kia nhận rồi nhưng mà người kia không nhận. Thí dụ như khi nãy gửi cho Đại Đức Tiểu Trì ba câu thảo luận thì không hiểu tại sao bên cái mảng Đại Đức Tiểu Trì chỉ xuất hiện câu số 1 và câu số 3 mà câu số 2 lại không có. Bằng ảnh bên đây thì thấy rõ ràng là có. Và do vậy ở trong cái việc mà liên lạc qua lại có đôi khi chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư Quang Hỷ. Và Thượng Tọa Thầy Sư ở đây có cái chữ Nyanadasana. Nyanadasana là chữ mà Thượng Tọa trong phần giảng đọc Thượng Tọa có nói đến. Và trong bản kinh dịch là tri kiến. Thì chúng ta hiểu trong sớ giải nói rằng Nyanadasana ở đây chỉ cho thắng trí, Apinya, thần đông. Thì Thượng Tọa Quang Hỷ cho biết là cái Nyanadasana đó nó khác cái tuệ giác, nó khác đến trí tuệ, tuệ giải thoát như thế nào. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ trở lại. Ở đây thưa quý vị, bình thường ở trong một nơi khác đó, như là trong bài kinh Trạm Xe chẳng hạn, thì trong bài kinh Trạm Xe đó tôn giả Punna Mantaniputta ngài có trình bày bảy tịnh. Trong bảy tịnh này thì có Patipada Ñāṇa Dassana Visuddhi, hành lộ tri kiến tịnh, và Ñāṇa Dassana Visuddhi, tri kiến thanh tịnh. Thì như vậy ở trong chỗ đó, trong cái ngữ cảnh đó thì chữ Ñāṇa Dassana là để chỉ cho tuệ quán. Và tuệ, chữ tuệ giải thoát. Ñāṇadassana Visuddhi là tri kiến thanh tịnh, là chỉ cho Maggañāṇa, Phalañāṇa và Paññāñāṇa, tuệ đạo, tuệ quả và tuệ phản kháng, hay là tuệ phản chiếu.
Cái danh từ Jnana-dasana gì là tri kiến, ở chỗ đó cần phải hiểu về. Còn riêng về ở đây, trong cái ngữ cảnh này, thì cái chữ Jnana-dasana là để chỉ cho Abhinnya. Abhinnya, Abhinnya là thắng trí. Thắng trí thuộc về thần thông, hay gọi là diệu trí. Vì cái chỗ chú giải đó nói như thế này: Jnana-dasana atha arathititi, gọi là thành tựu được thắng trí, hay gọi là tri kiến. Devadatto pancha phinyo, như đề bạch, tức là đề bạch đạt đa, đắc được năm thắng trí, hay là ngũ thông, đi bạch chắc khu chát. Pancha năng chát, aphinya năng, matthati thi tăng. Khởi đầu là thi nhãn. Tăng y mát miên su thê, trong bài kinh này Jnana dasana tí của tăng, trong bài kinh này được gọi là Jnana dasana, tức là tri kiến. Thì ở trong bài kinh, ở trong chú giải của cái bài kinh số 29 Mahasarupama Sutta Vanana, tức là chú giải của bài kinh này, thì giải thích như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chữ Jnana-dasana dịch là tri kiến. Mà nếu tri kiến từ thiện chứng, thì cái tri kiến đó nó thuộc về thần thông. Bởi vì ở trong cái tâm thiền vẫn có trí tuệ, vẫn có nhà nát. Thì cái trí tuệ đặc thù đặc biệt này, trí tuệ đặc biệt này được gọi là Jnana-dasana, từ thiền chứng. Còn Jnana-dasana là tri kiến mà ở trong cái tuệ giải thoát đó, thì trí tuệ ở trong bốn đạo bốn quả, trí tuệ trong bốn đạo bốn quả. Cho nên trí tuệ tri kiến mà từ thiền chứng, thì đó là những cái thần thông biến hóa do tâm định và tuệ. Còn trí tuệ, còn tri kiến ở trong tuệ giải thoát bên nhau vui mất tí, thì cái tri kiến này là cái trí tuệ mà liễu tri được tam tướng là vô thường, khổ đau, vô ngã, và đoạn trừ các cái phiền não, bắt đầu từ thân kiến quậy nghi giới cấm thủ, rồi giảm nhẹ dục ái và sân, rồi diệt dục ái và sân, rồi đoạn trừ ái sắc, ái vô sắc, kiêu mạn, phóng dật và vô minh. Cho nên hai cái chữ Jnana-dasana, thuật ngữ này, và thuật ngữ Jnana-dasana ở trong thiện chứng và tuệ giải thoát khác nhau như vậy. Chúng tôi xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Thưa kính thưa đoàn tu sư, bạch thưa đoàn tu sư, nhân đây thưa đoàn quan khí giải rõ thêm cái chữ Asamyamukha ở trong bản dịch gì là phi thời giải thoát,
có nhiều khi chúng ta đọc ở trong kinh một cái chữ thời và phi thời, thì chữ phi thời đang cái nó tiêu cực, giống như nói phi thời, ăn phi thời chẳng hạn. Cái giải thoát phi thời ở đây nó có tác cái tiêu cực như vậy không? Xin cái thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Nam mô Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thật ra thì nếu mà nhìn là phi thời với thời giải thoát thì làm cho chúng ta rất khó hiểu. Và chúng ta có cái từ phi thời là quý ca lê, quý ca lê, quý ca lê tức là phi thời, tức là không phải là thời, không phải là đúng thời, gọi là phi thời, không đúng thời gọi là phi thời. Nhưng ở đây đó, thì cái chữ Asabaya Vibhokha phải dịch là vô hạn giải thoát, vô hạn giải thoát mới đúng. Còn cái Samaya Vibhokha vậy là hữu hạn giải thoát chứ không phải là thời giải thoát. Tại sao gọi là hữu hạn giải thoát? Vì ở đây trong chú giải giải thích như thế này: Lokiya Samapatiyo hi áp bị tắc, bị tắc khinh đi, áp bị tắc khinh đi, về quá phải chạy đi các thầm mê quy mút chành tí tasma samaya quy mút khổ. Cái thiền hiệp thế, bởi thiền hiệp thế nó chỉ nhất thời giải thoát khỏi năm cái pháp trói buộc, năm cái pháp nghịch, tức là năm cái triền cái thôi, chỉ tạm thời, tạm thời, nên gọi đó là hữu hạn giải thoát. Cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn, tức là có cái thời gian, có thời gian rồi hết thời gian thôi, giải tán. Thì ở đây giải thích như thế này nè: Katamu Samayu Samayak Vimukhu, thế nào là hữu hạn giải thoát? Ở đây Chattaricha Chanali cái tasso cái arupa vachara samapatiyo ayang samaya vibhokho ti evang samaya vibhokho ti buta. Bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới đây là hữu hạn giải thoát, đây được gọi là hữu hạn giải thoát. Còn giải nghĩa cái chữ katamu asamaya vibhokho thì thế nào gọi là vô hạn giải thoát? Chattaro cha ariya magga cha tarika samanya phalani nibbana cha
dân Asamaya 11 khổ thị. Evang Kute Navalukutara Kame Atharehi Sambadeti Patilapati. Thế nào gọi là vô hạn giải thoát? Tức là bốn thánh đạo và bốn sa môn quả và niết bàn. Đây gọi là vô hạn giải thoát. Y quan quốc tế được gọi như vậy, tức là đắc được chính pháp siêu thế. Đắc được chính pháp siêu thế. Thì ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng là ở trong bài kinh có chỗ mà Đức Phật Ngài, chỗ này Đức Phật Ngài có dạy như thế này: trong cái đoạn kinh văn, trong cái đoạn kinh văn do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu thời giải thoát này các tỳ kheo. Sự tình này có thể xảy ra thì cái ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Cái câu đó là chúng ta đọc nguyên ở trong cái bản dịch. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chỗ này nè. Do sống không muốn vật viễn, thành tựu được hữu hạn giải thoát, tức là đắc thiền đó. Sự tình này có thể xảy ra, tỳ kheo ấy có thể bị ngoại thiền, có thể bị ngoại thiền, tức là đắc thiền hiệp thế có thể ngoại thiền, thưa quý vị. Cho nên mới chỉ có đắc thiền sắc giới thì vô sắc giới như Đề Bà Đăng Đa chẳng hạn, thì chưa chắc là đạt được cái lỗi cây, không phải là đạt được lỗi cây của chánh pháp, bởi vì đắc thiền đó vẫn còn bị ngoại thiền. Bởi vì chỉ mới đè ném năm triền cái giống như đá đè cỏ thôi. Còn cái câu dưới đó, do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát này các tỳ kheo. Sự tình này không thể xảy ra, vị tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. Cái câu đó thì chúng ta nghe hơi tối nghĩa, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta phải hiểu thì do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu được vô hạn giải thoát, tức là đắc được đạo quả này các tỳ kheo. Sự tình này không thể xảy ra, vị tỳ kheo ấy có thể bại hữu hạn giải thoát, tức là đắc thiền bị hoại được, nhưng mà đắc đạo quả rồi thì không bị thấy hoại đạo quả. Dầu cho đạo quả tu được quần hay Tư Đà Hàm, A Na Hàm mà tái sanh ở cảnh giới khác thì đạo quả vẫn còn nguyên, chứ không có bị hoại, không có bị hoại. Còn đắc thiền bây giờ đó, đắc thiền sắc giới vô sắc giới, sanh về cõi phạm thiên, rồi từ cõi phạm thiên mà sanh trở lại cõi dục giới thì mất thiền hết, thưa quý vị. Thiền mất hết, hoặc là ngay trong hiện tại vì đắc thiền, nhưng mà từ đây cho đến vài năm sau, cho đến cuối cuộc đời, có thể vì ham danh ham lợi như Đề Bà Đa Đa chẳng hạn thì thiền thông bị hoại hết. Cho nên vị tỳ kheo chỉ mới có đắc thiền hiệp thế thì vị đó có thể bị hoại thiền giữa chừng. Còn đối với vị tỳ kheo mà đắc được đạo quả thì vị đó không thể nào bị hoại đạo quả nửa chừng. Ý nghĩa của hai câu đó như vậy. Cho nên khi
cái thuật ngữ mà Asamaya 11 khác và Asamaya 11 khác chúng ta phải hiểu hiểu ý nghĩa rõ ràng như thế. Cho nên ở đây khi nói đến cứu cánh của phạm hạnh là Asamaya 11 khác, tức là vô hạn giải thoát, hạn ở đây tức là thời hạn Asamaya, chỉ Asamaya và dịch là dịch nhiều nghĩa lắm thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này được Đức Thế Tôn dạy là cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 3 như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú ba chúng ta thật siêu lẽ ra để sư tổ đi nghỉ, nhưng mà chắc chắn thì cậu thì giải thích thêm một câu nữa rồi sau đó chúng ta đi ngủ nghỉ. Ba sư tổ thật siêu mình nghe trong bài kinh thì rất là dễ dàng, nhưng mà mình thấy rõ ràng một điều rằng một cái người mà mới tu chưa đắc đạo chứng quả thì làm sao mình biết cái nào là thật sự là cái lỗi cây đích thực, thế nào là cứu cánh đích thực. Ví dụ như Đức Bồ Tát khi mà ngài rời ngày rời hoàng cung, ngày đến đạo sĩ Alara, Kalama, rồi Uttaka Ramaputta, mà ngày sau khi ngày tu tập xong đạt đến những tầng thiền rất cao mà ngày nhận đây không phải là cứu cánh, thì mình nói rằng ngài là một bậc đại Bồ Tát, một bậc thông tuệ đi. Ở trong đời sống chúng ta hàng ngày á, làm sao chúng ta phân biệt rằng cái gì là giai đoạn và cái gì là cứu cánh? Xin sư tổ Hoan Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận của sư tổ về điều này. Đồng bộ Phật Thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, điều này khi mà chúng ta chưa có thật sự chứng đắc được thiền thì chúng ta chưa có nhận thức được rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu khi mà chỉ mới đắc được cái thiền hiện thế mặc dù năm triền cái đã được khống chế, đã chứng được thiền định, nhưng mà có những cái hiện tượng tâm lý về tùy phiền não nó vẫn có thể phát sinh. Tùy phiền não ở đây là upaklesa. Bởi vì khi mà đạt được cái sự an tịnh đó của thiền, hay là có phỉ lạc phát sanh, ánh sáng phát sanh, thì tâm của hành giả có thể khởi lên cái sự dính mắc, thỏa thích ở trong lạc của thiền, hay là có một chút tự hào mạn khởi lên đối với vị hành giả này, hoặc là có thể chấp theo tà kiến, cho rằng chỉ có cái này, lạc này mới thật sự là trường tồn, là vĩnh hằng. Còn lạc của các dục thì nó tạm bợ,
có thể là tham, kiến, mạng, ba cái pháp gọi là pháp bình giác, ba cái pháp hệ lụy nó vẫn có mặt, nó vẫn len lỏi, nó vẫn ứng khởi đối với một vị hành giả chỉ mới có đắc thiền như thế. Trong khi đó thì cái vị mà đắc đạo quả thì thưa vị, cái tâm chắc chắn, chắc chắn là bởi vì không thể có cái sự tham luyến ở trong đạo quả, không có tâm kiêu mạn trong đạo quả đối với đạo quả đã chứng, không có tà kiến đối với đạo quả đã chứng, dầu đó chỉ là quả hữu học. Bởi vì ngay cái quả hữu học đó, quả tu đầu vườn, thì vị đó vừa khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu, vị đó đã hiểu được rằng văn kinh chí samudaya tham băng sappan tăng niro thăng phàm, pháp diệt có tánh tập khởi thì pháp đó đều có tánh hoại diệt, khởi đầu vị đó đều có cái tri kiến như vậy hết. Cho nên rất dễ hiểu chúng vị. Bây giờ chúng tôi lấy một thí dụ cụ thể. Ngày hôm qua chúng tôi bị cảm cúm, toàn thân rêm hết, tức là đau nhức toàn thân như là bị người ta dần vậy đó. Mà nó có cảm giác hâm hấp nóng, sốt. Thì lúc như vậy đó thưa quý vị, là một trạng thái rất là khó chịu. Chúng tôi phải nằm vùi cả ngày. Chúng tôi chích thuốc và uống thuốc xong thì chiều lại nó bớt, nhưng mà chúng tôi cũng chưa dám. Khi mà mấy sư hỏi đã hết bệnh chưa thì chúng tôi cũng chưa dám nói, là bởi vì cái trạng thái hâm hấp vẫn còn. Cho đến sáng hôm sau, sáng hôm nay đó, khi chúng tôi qua bên chùa xử lý để đi làm việc, coi cái công trình xây dựng, thì tất cả mọi người ở bên đó, thầy thợ đều hỏi thăm khỏe không, hỏi sức khỏe chưa. Thì lúc bây giờ miệng thì nói là hôm nay chúng tôi tạm khỏe lại, nhưng mà chúng tôi vẫn biết là mình còn bệnh, là tại vì nó vẫn có cái hiện tượng là bị lạc miệng, chán ăn, ăn vào cái vị giác nó không có biết ngon như là bình thường. Thì như vậy mặc dù không còn đau mình, không còn hâm hấp nóng, nhưng mà cái hiện tượng nó vẫn còn len lỏi thì chúng ta biết là chưa hoàn toàn bình phục. Như thế nào thì ở đây chúng tôi cũng lấy cái đó để làm cái thí dụ cho thấy, cho chúng ta biết rằng hễ mà một vị thật sự là có tuệ căn giải thoát như là Đức Bồ Tát chẳng hạn, vị đó khi mà chứng được thiền, dầu cho thiền cao nhất là thiền vô sở xứ, phi tưởng như tưởng xứ, thiền vô sắc giới cao tột vào trong thiền hiệp thế, nhưng mà đối với Đức Bồ Tát là bậc có tuệ cao, do đó cho nên khi chứng đắc thiền như vậy, ngài vẫn cảm nhận được cái này là chưa phải giải thoát, chưa phải là giải thoát hữu vô hạn, mà giải thoát này vẫn còn bị hữu hạn. Ngài biết rõ, ngài biết rõ, cho nên ngài mới chán, ngài mới bỏ đi để ngài đi tìm cái con đường giải thoát thật sự. Cho nên với những cái ý nghĩa này và thí dụ này chúng tôi muốn trình bày để quý vị được hiểu trong cái câu trả lời, trong cái câu thảo luận số 4, để chúng ta có thể phân biệt được cái lỗi cây đích thực và cái nào không phải lỗi cây ở trong đời sống tu tập.
Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng tọa Tuệ Sư, bạch Thượng tọa Tuệ Sư thỉnh Thượng tọa đi nghỉ. Và bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh Sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho cô Thảo Luận Sư Thông. Sư Nguyên Thông, trong cuộc sống này, dù là đời sống bình thường hay là đời sống tu tập, thì phải chăng là những cái khổ đau nghịch cảnh đó, coi vậy mà nó không đáng sợ bằng thành công? Bởi vì sự thành công rất dễ cho người ta ngủ say trong chiến thắng, dễ cho người ta không có đi tới nữa. Thì kinh nghiệm cuộc sống của một người đã trải qua hơn 80 năm trong cuộc đời rồi, thì Chư Minh Thông có thấy rằng cái khổ đau coi vậy mà nó ít có cản trở chúng ta, nó ít có làm chúng ta bị cột chân lại hơn là sự thành công, có phải như vậy không? Cái thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, thường thường người ta nói là những người mà khi mà thành công gì thì họ có những cái thái độ cũng như là cái sự hiểu biết hay là trí tuệ của họ nó bị mê mờ đi, cho nên người ta gọi là ngủ mê trên cái chiến thắng. Nhưng mà đó là chuyện thường nhân ở bên ngoài xã hội, kính thưa Sư Phụ. Còn đối với những người mà tu hành, thật sự tu hành, là khi mình đạt được những cái tầng thiền thì mình biết đây là những tầng thiền, thì nó không phải tầng thiền như là cái sự giải thoát hay cái khác nhau một cái đó, thì vẫn còn nằm trong tam giới, trong tất cả những cái mà không phải là giải thoát từ sơ quả, tức là tu đà hoàng, tứ đà hàm, a đà hàm và tứ quả là a la hán. Thì những chỉ có những người mà đã chứng biết như vậy, chứng đắc như vậy, thì họ biết đó là những cái kết quả thật sự của họ. Và những người mà chứng tu đà hoàng thì họ biết họ chứng tu hoàng, mà khi họ biết họ chứng tu hoàng rồi thì họ ở trong cái position nào rồi. Cho nên là đây là mình nói là cái nói là để mình răn dạy cho những người đang tu hành như là chúng con, chứ những người mà thật sự đã thật sự chứng đắc đạo quả rồi thì họ biết. Và những người mà mình khi mà mình có cái nghi ngờ là không biết mình có chứng thiền hay không, không biết mình có chứng đạo quả hay không, mà khi mà đặt câu hỏi vậy tao là mình biết mình không chứng được rồi. Còn những người mà thật sự chứng thì họ biết họ chứng. Vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ, đối với lại những người mà chưa chứng đắc đạo quả như con ấy, thì ra là mình chưa chứng đắc mình biết. Hay mình mà còn cái câu hỏi là mình ở tầng thiền thứ nhất, hai, ba, tư, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi trường xứ, mình nghi ngờ vậy là mình không có gì cả. Vì vậy cho nên là cái công việc của chúng ta là mình hướng về cái đạo quả giải thoát, là cái điều đó là luôn luôn phải nằm ở trong tâm của chúng ta, để mà lấy cái lý do, lấy cái cớ, lấy cái trí tuệ biết như vậy để chúng ta thật sự tinh tấn tu hành. Mà tinh tấn tu hành có nghĩa là gì? Tinh tấn tu hành có nghĩa là thường xuyên phải ở trong trần cái tình trạng chánh niệm tỉnh giác, là cái mindfulness đó. Và khi mà ở trong chánh niệm tỉnh giác đó thì cái mục đích của chúng ta là phải hướng về cái đạo quả giải thoát, phải luôn luôn hướng về cái đó, và cái điều đó là không bao giờ thay đổi cho những người thật sự tinh tấn tu hành. Kính thưa Sư Phụ, đây là những điều mà con thấy rằng chúng ta phải biết là mục đích của chúng ta sống trần gian này là gì. Mục đích của chúng ta sống trên trần gian này là để tu hành, để chấm dứt sanh tử luân hồi, để kết thúc cái chuỗi dài sanh tử luân hồi từ vô thủy cho đến nay. Đó là cái nhiệm vụ chúng ta phải thấy như vậy, phải biết như vậy, và phải học như vậy, và phải tu như vậy. Kính thưa Sư Phụ, đó là những điều mà con cảm nhận, cảm nghĩ như vậy. Con xin thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai để giảng dạy những điều mà con nói chưa đúng. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Sa thú kính thưa
siêu nguyên thông thuyết Phật tử đó. Có một điều mà trước kia đó, khi chúng tôi mới sang bên Mỹ đó, chúng tôi thấy rất là khác biệt với Việt Nam. Và sau này thì chúng tôi thấy người Việt Nam cũng dần dà, cũng bắt kịp và theo giống như ở các quốc gia phát triển đó. Đó là người ta luôn cải thiện trong thương mại. Một cái cửa tiệm như Starbucks, họ buôn bán rất là tấp nập, khách ra vô rất là nhiều. Nếu là người Việt Nam chúng ta ngày xưa, chúng tôi không nói bây giờ, thì mình cảm thấy như vậy đủ rồi. Cửa hàng đông khách tại sao phải thay đổi? Nhưng mà khi qua bên Mỹ sống thì chúng tôi nhận ra một điểm rằng, cho dù là một cái cửa hàng mà đông khách, người ta vẫn tìm cách để thay đổi mặt hàng, để tìm những mặt hàng mới. Và cứ vài ba tháng khách trở lại thì thấy khó mới đi. Chúng tôi nghĩ rằng cái khả năng mà cải thiện và tiếp tục làm mới, tiếp tục làm tốt hơn, cho dù mình đang ở trên cái đỉnh thành công, thì đó là một cái khả năng rất là đặc biệt ở trong cuộc sống. Chúng ta thường tự mãn và chúng ta thường nghĩ rằng như vậy là quá đủ, quá tốt, và mình không muốn làm gì thêm. Tuy nhiên, phải nói một điều rằng không có ai mà có thể biết mình hơn là bản thân của mình. Và khi nói đến bản thân của mình, thì có một điều rất là chắc chắn rằng chúng ta phải thỉnh thoảng nhìn lại, thử xem cái gì mình có thể cải thiện được. Luôn luôn là có rất nhiều điểm mà chúng ta có thể làm tốt hơn. Có một lần chúng tôi nghe một vị trưởng lão nói với chúng tôi rằng, khi mình tóc bạc á, mà da nhăn thì mình đã bắt đầu già, đó là cái già của thể xác. Nhưng mà một khi mà mình cảm thấy mọi thứ đã đủ trong sự học, trong sự tu, trong sự hoạt động, mà mình không cần phải làm gì nữa, thì đó là sự cằn cỗi của tâm hồn. Và cái sự cằn cỗi tâm hồn nó đáng sợ hơn là sự già nua của thể xác. Vì điểm này chúng ta thấy rằng Khổng Tử ngày xưa cũng đã từng nói rằng ở bất cứ tuổi nào có thể học hoài mà không biết mệt. Thật ra đây là một điểm rất là khó, thưa quý vị. Cuộc sống của chúng ta ít khi mà chúng ta cảm thấy là mình muốn nhìn lại cái khuyết điểm, cái chưa toàn hảo của mình, mà mình chỉ muốn nêu lên những gì mình gọi là mình đã làm tốt. Và khi đã làm tốt rồi thì tội gì mình phải làm thêm nữa. Ngay cả như trường hợp ở trong lớp Phật Pháp này, nếu quý vị Phật tử để ý thấy đó, thì có một vài vị đối với chúng tôi rằng lớp học mình đã tồn tại 20 năm rồi, chưa đăng vào như vậy cũng hoan hỷ rồi, quý Phật tử vào hàng ngày như vậy cũng hoan hỷ, thì tại sao mình cứ thay đổi giáo trình để cho nó mệt mỏi như vậy? Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta để ý cho kỹ đó, thì sự thay đổi giáo trình không phải để cho quý Phật tử mệt mỏi ra chỉ đang mệt mỏi, mà chúng ta phải thấy rằng mình có nhiều điểm để chúng ta làm thêm. Và không nghĩa là chúng ta làm chừng đó là đủ, mà chúng ta luôn luôn tìm cách để cải thiện. Làm sao để cho cái cách học nó dễ hiểu hơn, làm sao cho những môn học nó có lợi ích hơn cho Phật tử, làm sao cho chư vị giảng sư có thể cống hiến nhiều hơn. Và nếu chúng ta nghĩ rằng như vậy là đủ đó, thì thật ra thưa quý vị, rất là tội nghiệp cho chúng ta. Bởi vì rõ ràng rằng nó rất cần cải thiện về nhiều mặt. Cải thiện về nhiều mặt. Quý vị thấy trong thời gian vừa qua thôi, khi mà Đại Đức Từ Tri đã có một số cái yêu cầu về vấn đề mình thực hiện vừa trong Phao Thoát vừa trong Zoom, để cho lớp học được, quý Phật tử có thể học online được.
bằng cách này cách khác. Chúng tôi hiểu rằng chuyện đó không có dễ và chuyện đó không đơn giản, và các vị giảng sư cũng phải chạy theo cũng mệt mỏi. Nhưng mà chúng tôi quan nghênh cái sáng kiến đó, quan nghênh cái ý kiến đó, đóng góp đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng tôi ở tại Mỹ này, chúng tôi thấy rằng có những công ty rất lớn như là Sears, những công ty như JCPenney và nhiều công ty khác, họ đã có thời là những cái cửa hàng bách hóa bán lẻ rất là tốt, nhưng mà rốt cuộc rồi họ phải đóng cửa, tại vì họ đã không có ý thức sống được cái tiềm lực của cái gọi là buôn bán online như là Walmart, như là Costco để cạnh tranh với Amazon. Đơn giản là nếu chúng ta không có mình nghĩ rằng cái gì đó như vậy là tốt rồi, thật ra thì những cửa hàng bách hóa khác họ cũng có cái thời gọi là cao điểm của họ, những thời cao điểm đó họ buôn bán rất là thịnh đạt, nhưng rất tiếc là những người điều hành công ty đó họ không có một cái tầm nhìn xa, họ không thấy rằng cái thị trường càng lúc họ càng nghiêng về vấn đề buôn bán trên mạng nhiều hơn là cửa hàng bán lẻ ở dưới. Đó là lý do tại sao rất nhiều shopping mall đóng cửa tại đây, và nó là những cái thí dụ cụ thể trong đời sống cho thấy rằng chúng ta phải tiếp tục cải thiện và tiếp tục cải thiện. Cách suy nghĩ phải mới, cách làm việc phải chấp nhận, và phải chấp nhận rằng không có cái gì mà trường tồn. Và mình nghĩ cái đó là muôn năm, thì cái đó mình nghĩ rất là hạn hẹp, không có gì muôn năm đâu. Cái gì cũng giai đoạn. Những cái đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại cũng tàn lụi. Những công ty lớn nhất như chúng tôi nói rằng không đâu xa, cách đây 20 năm thôi, về điện thoại cầm tay, những công ty có máu mặt như là Nokia, Motorola, BlackBerry chẳng hạn, bây giờ nó trở thành dĩ vãng. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sự cố chấp vào cái mà mình đang thành công. Thì cái cách chúng ta làm việc, cách chúng ta tu tập cũng vậy. Sự cải thiện rất quan trọng. Và cái thái độ cải thiện cho chúng thấy một điểm là chúng ta chịu khó nhìn lại chính mình, chúng ta chịu khó nhận ra những cái khuyết điểm, những điểm cần phải cải thiện. Chúng ta có khả năng sáng tạo làm mới lại cuộc sống. Và nếu chúng ta dừng lại tại đó thì có nghĩa là không sớm thì muộn chúng ta thất bại. Bất cứ ai mà sống bằng sự ý, bất cứ ai sống bằng thái độ ý lại thì đều có những vấn đề hết. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma tại đây. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa tu lành thai, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng tâm Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.
Sapa